Xin sư cho con biết làm gì để được phước trí, làm gì để được phước đức và làm gì để được phước vật. Câu hai thì sư đã trả lời rất nhiều rồi, cho nên sư không trả lời nữa. Ba cái phước thì hồi nãy sư đã có nói đó. Để mình có được cái phước trí thì mình phải tu tập chỉ và quán, cũng như là mình học hỏi giáo lý. Rồi để được cái phước đức thì mình phải giữ giới. Còn để được cái phước vật thì mình phải nỗ lực mình bố thí. Thì đây là cái ba cái việc mà người cư sĩ cần phải làm. Đó chính là bố thí, giữ giới, hành thiền, đó, học pháp, nghe pháp. Đó là những cái quý vị phải thực hành. Và do câu hỏi chỉ đơn giản cho nên là qua